Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị về việc cấm đốt pháo nổ đã được triển khai gần 30 năm. Tuy nhiên, từ đó đến nay chưa một năm nào ghi nhận không có tiếng pháo và cũng chưa năm nào không xảy ra các vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Câu hỏi đặt ra là những người trong cuộc được gì sau tiếng pháo? Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ gần 3 tấn rưỡi pháo nổ trái phép. 9 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà tuyên phạt từ 5 đến 11 năm tù giam. Tàng trữ 33 kg pháo trong phòng trọ. Một thanh niên ở xã Kỳ Châu bị Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh tuyên phạt 27 tháng tù. Tàng trữ 25,7 kg pháo nổ và hơn 3,1 gam ma túy đá. Hai bị cáo quê ở tỉnh Nghệ An đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 90 tháng tù giam. Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều vụ án liên quan đến buôn bán tàng trữ pháo trái phép được Tòa án Nhân dân các cấp ở Hà Tĩnh đưa ra xét xử trong thời gian gần đây. Cùng với đó là hàng chục trường hợp đã bị xử phạt hành chính liên quan đến mua bán sử dụng pháo trái phép. Trường hợp mà mua bán tàng trữ vận chuyển pháo nổ thì có thể bị xử phạt hành chính là nhẹ nhất là từ 1 triệu đến 3 triệu đối với cái việc mà khối lượng pháo là từ 0,5 kg trở xuống. Còn đối với trường hợp mà từ 6 kg trở lên mà chưa đến mức xử lý về mặt hình sự thì có thể bị xử phạt từ 90 triệu đến 100 triệu đồng. Còn đối với trường hợp nặng hơn là bị xử lý về mặt hình sự, tức là từ 6 kg pháo nổ trở lên thì có thể là xử vào cái tội là tàng trữ rồi là mua bán hàng cấm theo quy định điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015. Mức phạt cụ thể là thấp nhất là có thể từ 1 năm đến 5 năm. Không chỉ đi tù, mất tiền phạt, mà hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép còn gây ra nhiều hiểm họa cho sức khỏe, tính mạng. Gần đây nhất là vào tối ngày 17 tháng 11 năm 2023, đã xảy ra vụ nổ trên địa bàn xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng. Nguyên nhân được xác định là do pháo. Ở nhà là nghe nó ba đứa một hân đặt đến đi đặt đỏ đi ăn mân đỏ luôn chứ không có trong nhà miệng mà năng để suy khiến mà bà nhem mân mà đi với cháu ra đi đi. Cái vụ nổ ở xã Đỉnh Bàn làm bị thương hai người và một người chết. Lực lượng công an chức năng đã điều tra bước đầu có thu giữ được các cái tiền chất ở tại cái vụ nổ đó. Vâng, thưa quý vị, buôn bán pháo trái phép nếu thực hiện trót lọt thì sẽ được tiền, đó là điều hẳn nhiên. Thế nhưng sử dụng pháo trái phép thì được gì? Câu trả lời đó là mất tiền và không cẩn thận còn là mất người. Một cái giá rất đắt cho một quan niệm lệch lạc về việc đánh lừa cảm xúc theo kiểu đi tìm phong vị Tết hoặc thỏa mãn sự bốc đồng trong phút giây ngắn ngủi. Không phủ nhận, tiếng pháo đã từng là một phần trong đời sống văn hóa cộng đồng mỗi dịp lễ Tết. Để rồi giờ đây, nhiều người vẫn quan niệm rằng tiếng pháo mang lại sự may mắn, vui vẻ, phấn khởi. Thế nhưng vui đâu chưa thấy, chỉ thấy sau tiếng pháo là mất tiền, thậm chí bị xử phạt, bị đi tù, bị tai nạn dẫn đến thương vong. Và do vậy, nếu không hiểu đúng, không ứng xử phù hợp thì sẽ tạo ra những sự lệch lạc, chệch chuẩn trong đời sống văn hóa cộng đồng. Xét về mặt văn hóa thì thứ nhất là pháo nổ đầu tiên là mục đích là để xua đi những cái rủi ro, những cái xấu xa của năm cũ và đón những năm mới nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà ở đấy thì mình lạm dụng cho nên đốt pháo quá nhiều là lãng phí về mặt tiền bạc. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Nguy hiểm về mặt tính mạng con người. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định về việc nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc nổ. Hành vi đốt pháo trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Dù lực lượng chức năng đã tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thế nhưng chỉ vì sự thỏa mãn cảm xúc nhất thời, rất nhiều người đã liều lĩnh bất chấp. Sử dụng pháo trái phép nó gây rất nhiều tác hại, mà người dân chúng ta thấy đó là có nhiều cái bài học nhãn tiền, cháy nổ nó xảy ra ở khu địa bàn dân cư một nơi đông đúc, làm là ảnh hưởng rất nhiều đến cái kinh tế của xã hội. Các cái hành vi là chế tạo, mua bán, vận chuyển pháo nổ thì cơ bản pháp luật hiện nay đã có sự răn đe, nhưng cũng có thể là các cái cá nhân nhận thức chưa sâu và không hiểu rõ được cái hậu quả pháp lý đối với các cái hành vi này khi mình vi phạm, và cái thời điểm vi phạm pháo nổ nó thường là gần Tết
và cái việc vi phạm là nó thời điểm giao thừa hoặc là thời điểm cái sự kiểm soát của cơ quan nhà nước nó có thể hơi lỏng một chút, và cái tâm lý là ngày Tết dẫn đến là cái việc là thờ ơ đối với cả cái quy định pháp luật. Trong năm 2023, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã bắt giữ 246 vụ, 408 đối tượng, thu giữ 6,5 tấn pháo, gần 1.300 quả pháo, 1,55 kg thuốc pháo, 38,9 kg tiền chất thuốc pháo. Riêng trong những ngày giáp Tết vừa qua, đã có trên 300 kg pháo hoa nổ các loại bị thu giữ. Điều đó cho thấy hành vi sử dụng vẫn đang diễn ra khá phổ biến, để rồi tiếp tay cho các hoạt động mua bán vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép theo nhiều cách thức khác nhau. Vâng, một tiếng nổ có thể mang đến niềm vui nhất thời, nhưng hệ lụy thì không thể đo đếm. Điều thấy rõ nhất là tiền trăm, tiền triệu sẽ tan tành theo sắc pháo, cuộc sống của những người xung quanh sẽ bị xáo động và rất có thể còn là sự thương vong hoặc là vướng vào pháp luật. Do vậy, bên cạnh nỗ lực kiểm soát của cơ quan chức năng, thì mỗi người, mỗi nhà cần phải tự mình thay đổi quan niệm, nhận thức, xây dựng một nếp sống văn hóa văn minh, tuân thủ pháp luật. Phần phân tích của chúng tôi xin được kết thúc tại đây.